Chí Phèo và những lần đầu tiên với Thị Nở. Có người đã khẳng định bát cháo hành của Thị Nở là liều thuốc giải độc cho Chí Phèo. Tuy nhiên, nó đã giải được những loại độc gì của Chí? Trước khi ăn nằm với Thị Nở, Chí Phèo là một con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Cách duy nhất Chí Phèo có thể giao tiếp với mọi người là tiếng chửi. Hắn chửi trời, chửi đời, chửi cả làng Vũ Đại, chửi đứa nào không chửi nhau với hắn. Cốt cũng chỉ để có ai đó ra đều để hắn còn được giao tiếp với họ, cho dù sự giao tiếp ấy chỉ là những tiếng chửi. Tuy nhiên, ngay cả quyền bị chửi Chí cũng không có. Tiếng chửi của Chí Phèo ở đầu truyện cứ ám ảnh người đọc. Nó cho thấy một điều thật đau đớn: Chí Phèo chính thức bị loại ra khỏi thế giới con người. Hắn trở nên cô độc giữa đại dương bao la và cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng để thoát ra. Tưởng chừng Chí sắp chết đuối giữa sự ghê sợ, sự ghẻ lạnh của người làng, thì hắn bất ngờ gặp được Thị Nở. Sau lần ăn nằm với Thị Nở ở vườn chuối, cuộc đời của Chí Phèo bắt đầu rẽ sang một hướng mới. Lần đầu tiên, hắn nghe lại được những âm thanh bình thường của đời sống: tiếng gõ mái chèo của người đánh cá, tiếng những người đàn bà đi chợ nói chuyện với nhau, sao mà bình yên đến thế. Thực ra, những âm thanh bình dị và ấm áp ấy vẫn luôn hiện hữu xung quanh Chí Phèo. Tuy nhiên, hắn không đủ tỉnh táo để nghe được. Nhưng hôm nay, sau cơn say, hắn bất chợt nghe thấy. Nghe được những âm thanh bình dị ấy, Chí Phèo bắt đầu mơ ước. Hắn mơ có một gia đình, vợ chồng cùng nhau nuôi lợn chăn gà. Cuộc sống bình dị ấy sao với Chí Phèo lại xa vời đến thế? Chí Phèo bắt đầu cảm thấy sợ. Cái đáng sợ nhất chính là sự cô đơn. Một kẻ từ khi sinh ra đến khi bước sang dốc bên kia cuộc đời vẫn cô độc một mình, thì nỗi ám ảnh về sự cô đơn sẽ vô cùng khủng khiếp. Nhận ra nỗi sợ hãi ấy, Chí Phèo thực sự mong muốn trở lại làm một con người bình thường, sống cuộc sống bình thường. Khi ấy, Chí Phèo như bị giam hãm trong một không gian chật hẹp mà cửa ra duy nhất là Thị Nở. Người đàn bà xấu ma chê quỷ hờn ấy lại đem đến cho Chí Phèo nhiều cái lần đầu tiên đầy hạnh phúc. Lần đầu, Chí được làm một thằng đàn ông đúng nghĩa. Lần đầu, với Thị Nở, Chí khao khát có một gia đình với Thị. Câu tỏ tình không thể tình hơn: hay là đằng ấy sang ở với tôi cho vui. Câu nói có phần đậm chất Chí Phèo ấy khiến bao người bật khóc, bởi nó chứa đựng tất cả niềm hy vọng, niềm khao khát có một gia đình, khao khát được sống một cuộc sống bình thường của một con người. Thật bất ngờ, người có thể khơi dậy phần người trong con quỷ dữ Chí Phèo lại là một người đàn bà xấu, ma chê quỷ hờn như Thị Nở. Đặc biệt, bát cháo hành của Thị Nở dành cho Chí Phèo thực sự là liều thuốc giải độc. Nó không chỉ giúp Chí Phèo thoát khỏi cơn cảm phong hàn mà còn giúp hắn tỉnh rượu. Sau hơn 20 năm say tràn cơn này sang cơn khác, lần đầu tiên Chí tỉnh rượu và thấy sợ rượu. Bát cháo hành của Thị Nở cũng là thứ đầu tiên trong đời Chí Phèo nhận từ người khác mà không phải xin, không phải rạch mặt ăn vạ. Nói cách khác, Chí cảm nhận được tình thương, chưa hẳn là yêu của Thị Nở dành cho mình. Thế mới biết tình thương có sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Chỉ một chút yêu thương của người đàn bà dở hơi như Thị Nở thôi cũng đủ đánh thức một con người. Bát cháo của Thị Nở còn giúp Chí Phèo thoát khỏi những u mê trong đời, đánh thức ước mơ và khao khát lương thiện trong trái tim chẳng chịt những vết sẹo của Chí. Có thể nói, Nam Cao đã rất khéo léo và tài tình khi đặt bát cháo hành vào tay người đàn bà xấu xí, dở hơi như Thị Nở. Bằng việc làm đó, Nam Cao đã cho người đọc thấy rằng, trong cuộc đời này, chỉ cần một chút yêu thương thôi, cũng sẽ giúp thanh lọc tâm hồn, giúp con người trở nên thánh thiện hơn, đáng yêu hơn và người hơn. Cái kết cục buồn cho cuộc tình đôi lứa xứng đôi của Chí Phèo và Thị Nở lại khiến nhiều người cảm thấy xót xa. Tuy nhiên, cái kết đó càng giúp cho độc giả hiểu hơn về cuộc đời và số phận của những con người cùng khổ trong xã hội thực dân nửa phong kiến trước cách mạng tháng 8.